Đây. Trụ luôn. Xịn luôn. Người nóng quá hả? Nào mẹ về đây nào, mẹ có ra được không? Ôi trời ơi. Mẹ hồ lắm, sức tù á. Ra đi. Đi thôi. Đây, có nhà mới đây. Đây.
Thank you.
Thank you.
Người thừa nào, người đầu tiên mua về đốt tủ,
cùng phòng thủ khóa chặt nó vào. Khi nào phải bắt lại mang ra rẻ nào. Chỉ có 10 ngàn đồng 3 sản phẩm, 3 sản phẩm cũng chỉ có 10 ngàn đồng. Nhưng tay chọn lựa mài xô, mài xô đi theo tư chỉ. Hàng chất lượng cao, giá thành tích sức vui rẻ. Bắt lại nào, bà cũng có mình đứng lượng ngồi lửa. Mày quá có thể nằm xuống lửa nào. Cũng chỉ có 10 ngàn đồng 3 sản phẩm, 3 sản phẩm cũng chỉ có 10 ngàn đồng. Xin kính mời, kính mời và kính mời. Về anh.
mày đi ăn mà. Dân nha một cục không sao.
Oh,
Một chiếc nào
một người lớn xả kho đại lý 103 chiếc nhá. 103 chiếc. Một chiếc này trong 20.000 một chiếc của các cô này. Đó quần áo người lớn, quần áo trẻ em. Một trăm nghìn là ba chiếc quần người lớn nha. Cổ đông xả kho thanh lý nào,
áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn. Mà cô mua hàng là người giao. Giá rẻ bất ngờ thanh lý siêu rẻ cho bà con tôi thì chú bác ạ. Được xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 và giá chiếc quần nhập 100.000. Áo vest người lớn 60.000. Quần áo người lớn, quần áo trẻ con, đổ đông xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, chúng ta lựa chọn cho mình nào. Giá rẻ bất ngờ, thanh lý siêu rẻ cho bà con cô chú bác ạ. Quần áo người lớn, quần áo trẻ con, đổ đông xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn nào, chiếc 80.000 một chiếc nhá. Rẻ quá là rẻ luôn các cô các chú, các anh chị nhanh chân nhanh tay chúng ta lựa chọn cho mình nào. Một cái 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn nào.
Đấy, hôm nay xả kho Thanh Lý, xả kho Thanh Lý 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn ạ. Đấy, hôm nay xả kho Thanh Lý quần người lớn 100 lớn, quần áo trẻ con, đồ đồng xả kho Thanh Lý nào. Áo rét người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho Thanh Lý 100.000 ba chiếc. Đi chọn hàng thì lấy hộ em cái. Mua làm chiếu đấy. Giả hết cho nó hết rồi. Đã là đốn dừa bến tre, đốn rốn ra lại, gáo bút tiêu bằng dừa bến tre, mỗi bút cơm bằng dừa bến tre. Hàng Việt Nam chất lượng cao, báo bền, bao đẹp, vừa sang vừa chảy và giá dừa bến tre. Sử dụng sản phẩm từ gỗ không chỉ sang trọng, bền đẹp mà đặc biệt rất an toàn cho sức khỏe. Không mùi, không đen, không mốc, không hóa chất độc. Quần người lớn xả kho Thanh Lý 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn. Chưa dùng để đó, khi cần là có ngay. Khi đi thì ông đã rằng bà gấp hàng giảm giá. Tôi chuyên tắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Không, nhà đang làm á. Cháu ở đâu?
lâm đi Thank you.
Cái này là đâu nhỉ?
Yeah.
Đây. Ôi trời mà bà.
Thank you.
Đây qua về nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì sắm cũ về nói về sắm sắm này thì ngày mai bán sắm trong nhà sắm là cũng làm bán sắm là trong mai thì ngày mai thì nhà đó xem mình bao rồi lấy đặt luôn sợ vậy là thu 2000
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.